on my yingwa. Điên cơm à? Ăn cơm mà không kịp nhai luôn á. Thật là khổ. Kéo đi, con chọn xác chút con. Tao rộng bây giờ kéo ra rồi đó. Cục này em có tự lấy không? Nó sưng lên lên à? Dạ không. Tự sưng vậy hả? Dạ đúng rồi. Chấm cái thuốc tắt nhạc kìa. Chắc là ông này
Cầm lên đi. Mình sao đóng cửa không nhận nha. Dạ, chạy cô lên cho mình dĩ rồi. Lỗ luôn thiệt luôn á. Ủa, tính ra là mình chỉ tính tiền mặt thôi chứ mình đâu có tính tiền cầm đâu. Em mượn một mụn ngay cầm chị. Ừ, nó bắt. Hả? Đợi xíu đi anh. Anh. Chị. Anh hay chị Nam? Đợi xíu đi em. Mặt vậy rửa mặt đi chưa? Ừ. Ai làm cho? Nam. Mặt vậy rửa mặt đi. Nhớ tao lát kì rửa đi. Ôi gì tối? Có sữa rửa mặt không? Không em. Thôi là đi ăn cơm nó chạy chị tỉ lắm. Có gì cho ăn cơm à? Ăn cơm mà em bao. Ta kiếm ăn cơm. Cần mắc mắc lên. Nấu ăn ông ơi. Kêu có 100 nghìn gì á. Ừ. Ôi cơm 300 ngàn gì mà. Chứ giờ tiền nó xài đâu hết rồi. Biết luôn. Không biết. Khu là cho. Làm hở chắc nó khu vô không có chi ra đâu. Tới trả lương rồi nè. Này làm gì đam mê á. Ừ. Làm mà khu vô mà không có đi ra thì không biết mấy. Bây giờ cắt rồi. Ủa Tết làm tới chừng nào vậy? Cả 25-26 nè. Tùy chưa gì, chưa gì thì lo tới Tết rồi. Tùy là khách như nào mà. Tháng nữa mới tới mà. Tháng như là tới giờ đi về quê ăn Tết lên làm lại giờ. Ừ. Chuẩn bị hết một năm ăn hại rồi. Còn không mình ở đây mình làm luôn. Ừ. Em làm qua làm hả? Là sao? Chị làm em có qua làm không? Có chứ. Double tiền lên nha. Cái vụ liệu trình bình thường là 700 ngàn giờ 1.4 triệu. Đúng rồi, giờ em đi danh nhà hàng đó cũng double tiền mà. Gì để em ráng không? Ráng mà đó. Cái tưởng đâu ra trả chứ. Cái tài đại. Cái tài thiệt của em luôn á hả Hảo? Gì vậy? Mà em có tiền không? Ý là có tiền. Dạ không. Vì sao họ vậy trời? Nhìn cái mũi người ta uống mũi thịt của em đó hả này chứ. Thế nào tiền cái này chỉ tiền chứ hả? Thế này có mình bao mũi thịt.
Được ạ, tôi đi sửa mũi thì nói thôi chị. Ừ. Đứa mũi thấp nhất lại đứa là đứa giàu nhất đúng không? Chị Năm cứ chồng cho em. Kiếm chồng đang kiếm chồng vậy. Đừng hỏi câu hỏi khó trả lời em. Tới đó nó đi tiền cho tôi 5 triệu hay sao? Đi cây vàng hả? Vậy? Cây ít quá. Cây ít quá hả? Cái này nó có lưu âm thanh á em. Kế quá chứ mấy cây vậy? Đâu nó thử coi. Im rồi. Cho bút lại em mới. Lẹ quá. Dẫn. Đó, đó, bỉ nè. Đó, đó, đó. Rồi xong lỗ luôn. Mất đền. Cái gì là biên bản đóng tiền. Đóng tiền phạt. Để làm cho. Làm chị xúc. Chị không khoái gì hết á. Đọc rồi đó. Hoạt đâu trời? Chị mắt nó bị yếu, nó bị trời ơi, định mệnh em ơi. Em không muốn làm người yêu của chị An không? Nó từ chối rồi. Nãy năm nãy giờ nó thở dài 10 lần rồi đấy. Ủa cười gì kiểu khinh bỉ chứ. Em thích coi thằng mụn ra. Em chưa tút coi đi em. Không coi nhà này chứ coi YouTube coi rồi. Trời coi YouTube mới đại. Coi trực tiếp mới là. Tao nghĩ mình không phải coi mụn đâu. Đừng nói em một kêu coi trai. Chờ. Một phần. Người ta cũng mê trai mà nói vậy trời. Mang tiếng. Đó là gì ai mà giống như bà sao? Hồi nãy giờ ông bé kêu bên kia ông dòm đi dòm bên đây không vậy? Nãy giờ có được nặng đâu, có coi được nặng đâu. Thôi đi. Ok thôi tôi nhìn trai được chưa? Ừ. Thà nói vậy đi, xuống thật đi. Ừ. Ủa chuyên khoản gì vậy? À trả tiền nợ hả? Cho cũng được. Cho cái cùng lâu đi. Nó chìm ra nó thiệt đó chứ. Chứ không ai nghĩ chị là chủ spa đâu chị An ạ. Chị là bà bán cáo ngoài chợ ấy. Không cho nó cũng mế rồi. Ừ. Hả? Ngân hàng tiệc cơm. Mấy bà bán cá thì dễ gì bán lại chị. Không. Thì bởi vậy chắc mấy bà bán cá muốn chị chết luôn á. Ừ. Một không một. Mấy bà chửi là tức lấy nó bị không chai không. Rồi. Về cho thuốc nha. Ừ. Cho nó lên nha. 4594. 4594.